thưa quý vị có một người từng nói bản thân tôi tự nghĩ đã làm được gì cho đất nước việt nam thì tâm quyết sẽ làm hết sức mình để giúp người nông dân làm giàu trên mảnh đất của mình đồng thời góp phần xây dựng một nền nông nghiệp sạch để đưa các loại nông sản sạch chất lượng cao và an toàn phục vụ cho người dân trong nước cũng như hướng đến thị trường xuất khẩu ra thế giới đó chính là ông Nguyễn Hữu Nam, giám đốc công ty cổ phần Thế giới Thông minh, chủ nhân của sản phẩm phân sinh học Quay và cũng là một diệt kiều Mỹ. Với tầm quyết giúp người nông dân giảm khó khăn trong sản xuất, ông đã thực hiện thành công chế phẩm sinh học phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 15 tuổi, Nguyễn Hữu Nam đã phải rời xa dùng quê nghèo ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương để qua Mỹ và gần 20 năm phải lặn lội với đủ nghề nơi đất khách quê người để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng trong lòng, nỗi nhớ nhà, nhớ quê đã luôn gia diết trong lòng Nguyễn Hữu Nam. Và mỗi lần về thăm quê, ông càng hiểu hơn về nỗi khổ nhọc của người nông dân chân lắm tay bùng. Và có hỏi tại sao ở Việt Nam, việc người nông dân sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học một cách bừa bãi đến như vậy. Trong khi đó, hậu quả của việc sử dụng các sản phẩm hóa học như vậy sẽ gây hại rất lớn đối với sức khỏe người dân khi sử dụng cũng như hiệu quả của người nông dân rất thấp khi sử dụng các sản phẩm hóa học và khiến cho đất đai bị bạc màu. Những suy nghĩ đó luôn trong tâm trí ông Nguyễn Hữu Nam và ước nguyện phải làm được một cái gì đó để giúp đỡ người nông dân và nền nông nghiệp sạch đã thôi thúc ông từ bỏ những công việc được coi là có mức thu nhập khá như kỹ sư điện tử, nghiên cứu thiên văn học ở đất Mỹ xa xôi chuyển sang nghiên cứu một sản phẩm sinh học để phục vụ cho sản xuất của người nông dân theo hướng sản xuất sạch và an toàn. Từ đó, chế phẩm sinh học Worldwide Enterprise Heaven Green gọi tắt là phân sinh học quay đã chính thức ra đời. sinh học web này là thắc sức từ cái cây thảo dược và không phải là lấy trong mùng hay lấy trong những cái cái bộ dự thực vật khác. Cái này thảo dược rồi từ đó trước trước đó thì nó có những cái hàm lượng mà à, à, tốt cho cái đời sống cho cây và sức khỏe của người vậy thứ Sản phẩm phân sinh học quay được ra đời và công nhận ở Việt Nam từ cách đây hơn 10 năm và được ông chuyển giao bản quyền cho một đơn vị trong nước sản xuất. Thế nhưng, mục tiêu mở rộng sản xuất và thị trường để phục vụ nông dân đã không được doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả. Vì vậy, năm 2004, ông đã quyết tâm lấy lại sản phẩm và thương hiệu, đồng thời mở nhà máy sản xuất tại Quyền Chí An, tỉnh Bình Dương. Thế nhưng, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Bởi để thay thế được những tập quán canh tác của người nông dân khi sử dụng các sản phẩm phân bón và thuốc trừ sâu hóa học sang sử dụng chế phẩm sinh học quay hoặc các loại thuốc trừ sâu và phân bón khác thân thiện với môi trường và an toàn với người sử dụng là một điều không dễ dàng gì. Vì vậy, ông đã phải lặn lội từ Bắc vào Nam để tham gia các hội thảo, đến với nhiều đồng ruộng của nông dân ở khắp các tỉnh thành để giới thiệu và làm mô hình điểm trên tất cả các giống cây trồng. Ngày khi vừa ra đời, sản phẩm đã cứu được nhiều diện tích lúa bị bệnh vàng lùng, luồn xoắn lá ở đồng bằng sông Cửu Long. Cây tiêu có nguy cơ chết do bệnh ở Tây Nguyên và nâng cao được năng suất và chất lượng qua màu ở Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh. Đợt trước thì tôi có sử dụng hai xào làm thí điểm so với cái mà không có là là phun quết thì thấy là nó xấu hơn. Còn mà phun quết thì thấy rễ tạo rễ bộ rễ rất tốt với cái cây lá nó có màu xanh hơn là hẳn cái mình không xà. phân web là một cái loại phân sinh học. Thì thời gian qua khi cái sản phẩm phân này nó vào Việt Nam thì Trung tâm Khuyến Đông Thành phố Hồ Chí Minh đã sử sử dụng làm những cái thực nghiệm ở trên những cái đối tượng cây trồng như là cây lúa, cây đầu phụng, cây cải bắp và một cái số loại cây rau ăn quả khác như là cà chua thì chúng tôi nhận thấy rằng là khi khi mà áp à, dụng cái sản phẩm phân web này thì có thể giảm được khoảng độ 50% là cả cái lượng phân hóa học ở trên cả độ tượng cây trồng. Và khi mà chúng ta giảm cái cái, cái lượng phân hóa học như thế thì cái năng suất của cái trồng thì nó vẫn không đổi. Và cái điều thứ hai mà chúng tôi cảm thấy là đối với cái sản phẩm của phân web này á là khi chúng ta ứng dụng vào trong sản xuất thì có thể tạo được những cái sản phẩm mà sạch tức như là nó một loại phân sinh học và chúng ta À, sẽ đảm bảo được những cái tiêu chí của những cái sản phẩm theo cái 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 cái, cái, cái sản phẩm à, an toàn thực phẩm. qua chứng nhận của các cơ quan quản lý nhà nước, do chế phẩm sinh học quê được làm 100% từ các loại thảo dược thiên nhiên, Vì vậy đã góp phần cải tạo được đất, giảm sâu bệnh có nguồn gốc từ đất. đồng thời, điều tiết sinh vật và vi sinh vật trong đất có tính chống chịu cao trong những điều kiện khắc nghiệt về thời tiết trong đó có việc sản sinh ra loại trùng đất để tăng độ xốp và màu mỡ cho đất, không chỉ năm đầu mà còn trong vài năm tiếp theo. Từ đó góp phần nâng cao năng suất trên từng hecta đất sản xuất và sản phẩm còn được sử dụng trên hầu hết các loại cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày, lúa và các loại hoa màu. Bằng cách sử dụng phun xuống đất và phun trên lá, Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi mà giá cả các loại phân bón và thuốc trừ sâu hóa học tăng cao, việc sử dụng các loại phân bón sinh học với giá cả chỉ bằng khoảng 70%, không chỉ mang lại hiệu quả sản xuất an toàn cho người nông dân, mà còn góp phần đem đến cho người dân những sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn trong quá trình sử dụng. Tranh trên thị trường thì mình phải có những sản phẩm tuyệt đối tốt, tuyệt đối sạch mới là dương ra quốc tế. Và tôi mong rằng Sản phẩm này sẽ đưa đất nước Việt Nam mình vào thời cái nền nông nghiệp của chúng ta được sạch và bền vững và an toàn. Giới hàng triệu người con đất Việt xa xứ, mỗi người đều mang trong mình lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Đối với ông Nguyễn Hữu Nam thì chế phẩm sinh học quay chính làm việc thể hiện tình cảm của chính mình với tổ quốc quê hương cũng như những đồng cảm và sẻ chia nhọc nhằn của người nông dân với mục tiêu bảo vệ môi trường vì sức khỏe cộng đồng và góp phần xây dựng một nền nông nghiệp sạch hướng ra thị trường xuất khẩu